Trong phân khúc laptop gaming thì chúng ta sẽ có vô cùng nhiều lựa chọn. Các bạn nhìn vào phần logo này, các bạn có đoán ra được đây là sản phẩm đến từ hãng nào không? Mình sẽ nói luôn, đó chính là một mẫu laptop đến từ Aorus. Nhắc đến thương hiệu Gigabyte Aorus, mọi người hầu hết sẽ nghĩ tới đó chính là những cái sản phẩm liên quan đến PC. Chúng ta có cả đồ họa, chúng ta có bo máy chủ, và đây chúng ta có một mẫu laptop có logo của Aorus luôn. Tất nhiên thì đây không phải là laptop đầu tiên có cái logo của Aorus. Tuy nhiên, đây cũng là một sản phẩm trong phân khúc gaming cao cấp mà mình đánh giá là khá ổn để các bạn có thể chọn mua. Yếu tố đầu tiên khi nhắc tới laptop gaming, người ta hay đề cập đến cái khía cạnh đó chính là về phần cấu hình của sản phẩm vô cùng mạnh mẽ. Các laptop gaming thì chắc chắn là vẫn phải đề cập đến yếu tố này. Tuy nhiên thì mình sẽ nói đến một cái yếu tố khác mà nhiều người không quan tâm lắm, đó chính là về phần độ mỏng của sản phẩm. Đối với những cái sản phẩm laptop ultrabook thì càng mỏng càng tốt, nhưng laptop gaming thì câu chuyện đấy hơi khác một chút. Ta cần phải tối ưu lại giữa độ mỏng của sản phẩm cùng với đó là cái hệ thống không gian bên trong để dành cho hệ thống tản nhiệt. Thì đối với Aorus 17 đây thì mình đánh giá là khá tốt khi mà độ mỏng sản phẩm so với những laptop gaming khác thì sản phẩm có mỏng hơn. Tất nhiên là không thể so được ultrabook rồi, nhưng đối với cái độ mỏng như này các bạn có thể để vào cặp cực kỳ dễ dàng, hoặc thậm chí là các bạn có thể mang đi mang lại cực kỳ thuận tiện luôn. Và cái viên pin bên trong sản phẩm đây có cái dung lượng là 99,9 Wh. Các bạn sẽ thắc mắc là sao làm tròn lên 100 thì nó nhanh, nhưng đây là 99,9 Wh, là cái yếu tố tiêu chuẩn quy định để chúng ta có thể mang laptop đi lên máy bay. Thôi quay trở lại vấn đề chính một chút đi, mình sẽ nói đến cái trải nghiệm của sản phẩm. Thì khi mà cái khung máy được làm từ kim loại, thế nên cái phần khung bàn phím này là cực kỳ chắc chắn. Khi mà mình ấn tay mạnh vào khung bàn phím cũng không hiện tượng của lệch, và tương tự khi bạn gõ phím nhanh cũng như vậy luôn. Hành trình phím khá là tốt, độ này phím mình đánh giá là laptop gaming nhá, để chúng ta có thể gõ văn bản là ok. Còn nếu mà chơi game thì nếu thực sự hardcore thì nên đầu tư những hệ thống bàn phím rời. Tất nhiên thì bàn phím được trang bị sẵn vẫn có đầy đủ LED RGB để các bạn có thể sử dụng rồi. Phần touchpad của sản phẩm cũng được làm rất tốt. Mặc dù đây là một mẫu laptop gaming nhưng touchpad cho kích thước khá to và có một lớp bề mặt phủ kính lên trên, thế nên cảm giác ghi là vô cùng tốt, đa điểm 2 hay 3 ngón là cực kỳ tuyệt vời. Và xung quanh của cái mẫu laptop sẽ được trang bị hầu hết những cổng kết nối thông dụng mà các bạn cần thiết như USB Type-A, USB Type-C, thậm chí USB Type-C được trang bị ở đây là USB Type-C hỗ trợ giao thức là Thunderbolt 4. Những cổng kết nối để xuất hình ảnh ra cũng cực kỳ đầy đủ như cổng HDMI, Mini DisplayPort và cổng mạng LAN. Cổng nguồn thì mình thấy đặt ở một vị trí ở bên tay phải đây thì không được tối ưu cho lắm. Nếu xét trên khía cạnh mà những nhiều bạn là quan tâm đến cái vấn đề nhiệt độ, mình nghĩ là trong phiên bản tiếp theo khi mà cái cổng nguồn đặt ra ở phía đằng sau máy, cái phần đây này, đằng sau máy đây thì sẽ là một cái thiết kế nó hiệu quả hơn, nó tối ưu hơn. Tất nhiên thì những sản phẩm chúng ta luôn đợi những thế hệ tiếp theo để có những sự cải tiến tốt nhất. Và đó là những cái tổng quan bên ngoài liên quan đến sản phẩm. Chúng ta hãy quay trở lại về yếu tố mà nhiều người dùng laptop gaming quan tâm nhất, đó chính là về phần trải nghiệm khi chơi game thì sao. Thì đối với những trải nghiệm khi chơi game mà nhìn vào laptop, đầu tiên vẫn cứ phải là phần màn hình đã. Phần màn hình ở đây là màn hình 17 inch, rất to so với mẫu laptop chơi game, và tần số quét của sản phẩm vô cùng ấn tượng là 360 Hz. Mình cá là ở đây có nhiều bạn cái tần số quét của màn hình thậm chí bằng mỗi số lẻ của em màn hình này, đó là 60 Hz. Bỏ qua câu chuyện đấy đi, thì với 360 Hz đây thì cái trải nghiệm mà thực tế nhất là các bạn chơi những cái tựa game MOBA cũng được, hoặc là những tựa game FPS, thì với cái tần số quét cao như vậy sẽ giúp các bạn nhìn thấy địch trước một vài mili giây, giúp cho các bạn phản xạ được tốt hơn. Còn nếu bạn vẫn không phản xạ được thì chúng ta có thể tập luyện sau, vì không sao cả. Về cái chất lượng của tấm đèn thì tấm đèn ở đây 360 Hz IPS và có độ bao phủ màu sắc là 72% giải màu NTSC, tức là vừa đủ cho cái mức cơ bản để các bạn có thể sử dụng những cái phần mềm liên quan đến màu sắc, thì em màn hình này vẫn có thể đáp ứng được, vừa chơi game và vừa làm việc những lúc cần thiết. Và 4 cạnh viền xung quanh cũng vô cùng mỏng, cạnh trên và cạnh dưới thì đều được làm mỏng. Đây là hai phần cạnh là gần như những mẫu laptop khác ấy, họ sẽ phải để dày hơn một chút để có thể đảm bảo được cái thiết kế. Nhưng với cái mẫu laptop 17 inch thì Aorus có quyền là 4 viền mỏng, và bên trên chúng ta vẫn có webcam, và để có thể chứa được webcam trong cạnh viền mỏng đây thì Aorus AMG lên một chút. Thì đối với cạnh G ở đây, nhiều người đã thích cái thiết kế liền mạch, họ thấy là nó giống như một cái cục logo lên một chút. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải đề cập đến cái điểm lợi của sản phẩm, đó chính là chúng ta có thể mở được bằng một tay cực kỳ dễ dàng, bởi vì có điểm G các bạn sẽ không sợ là cạnh ngón tay vào gây xước sản phẩm ra. Nhiều người mua laptop đắt tiền họ vẫn quý mà. Thì webcam trên sản phẩm thì mình đánh giá luôn là ở mức chấp nhận được thôi, chứ chúng ta không thể đòi hỏi nhiều một web laptop gaming webcam phải đẹp như trên điện thoại được, cái đấy thì vô lý quá. Và đến cấu hình của sản phẩm thì sao, để có thể gánh được cái màn hình 360 Hz thì Aorus đã trang bị đây là em CPU Intel mới nhất, Intel Core i7 12700H với 14 nhân và 20 luồng xử lý, cực kỳ nhiều nhân trên mẫu laptop. Cái này thì do Intel năm nay thực sự là mạnh tay trong vấn đề nâng cấp những cái thế hệ của họ. Shadow được trang bị là RTX 3070 Ti phiên bản 130W, một mức điện năng khá tốt để chúng ta có thể chơi game. RAM được lắp sẵn ở đây, đó chính là về phần 16GB, các bạn hoàn toàn có thể nâng cấp nếu như cảm thấy thích. Gigabyte Aorus 17 được trang bị công nghệ Wi-Fi 6E giúp tăng cường kết nối kể cả khi các bạn không trang bị dây khi chơi game. Với một cái cấu hình mà mình vừa nêu trên đây, khi các bạn chơi game, điều duy nhất các bạn nên làm đó chính là mở game lên và chơi luôn, không cần phải nhìn setting. Ở trên độ phân giải Full HD, nếu xuất ra thì các bạn có thể điều chỉnh lại một chút, và khi mà các bạn chơi những tựa game như kiểu là online thì các bạn có thể setting sao cho phù hợp nhất. Những tựa game kiểu Dota, CSGO thì các bạn nên setting lại để tối ưu lại cái mức FPS, còn những tựa game offline như kiểu Shadow of the Tomb Raider thì cứ mở lên và chơi luôn, kiểu gì nó cũng sẽ là max setting, high setting đấy. Còn những cái yếu tố mà nó nghe nó hơi nhạy cảm một chút, đó chính là về phần nhiệt độ của sản phẩm. Đây là một trong những yếu tố mà rất nhiều người gọi là nhiệt thủ quan tâm. Laptop hơi nóng một tí là chắc chắn họ sẽ kêu. Thì đối với những mẫu laptop gaming sẽ không thể nào để chế độ hoạt động auto được, như vậy thì sẽ hơi bức bối một chút đối với những nhiệt thủ. Thì Gigabyte đã trang bị sẵn một phần mềm để chúng ta có thể điều chỉnh. Thì phần mềm đấy có tên gọi ở đây là Gigabyte Control. Thì đối phần mềm này khi các bạn sử dụng, nếu mà đơn giản nhất đấy, mở phần mềm lên, bật chế độ fan auto luôn, các bạn đeo tai nghe vào chơi game, đấy là một cách đơn giản nhất. Còn những cái thiết lập khác thì các bạn có thể thiết lập lại trong cài đặt tùy theo cái yếu tố sử dụng của các bạn. Đấy là phần mềm. Còn phần cứng thì liên quan đến hệ thống tản nhiệt được lắp ở bên trong. Thì đối với Gigabyte Aorus 17 thì chúng ta sẽ có hai quạt hai bên, cộng với đó là 5 ống đồng độc phụ sơn đen để chống bức xạ nhiệt. Thì đối với hệ thống tản nhiệt đây, và khi hoạt động ở cái mức tối đa, và theo như mình đánh giá dựa trên cái cấu hình đang có, là một mẫu CPU rất tốt là Intel Core i7 tận 14 nhân và GPU là 130W, thì đây là mức nhiệt hoàn toàn ổn để các bạn có thể chơi game. Tất nhiên là những bạn nào mà yêu cầu cái trải nghiệm cao hơn thì hoàn toàn có thể sử dụng những thiết bị ngoại bên ngoài, ví dụ như kiểu cắm bàn phím rời, cắm chuột rời và đeo tai nghe, thì khi đấy những cái tiếng ồn phát ra từ quạt sẽ không phải là vấn đề các bạn cần quan tâm. Các bạn cần quan tâm là chú trọng vào cái trải nghiệm của sản phẩm sao cho phù hợp nhất. Và đấy là một số những cái điều mà mình cảm nhận được khi mình trải nghiệm qua em Gigabyte Aorus 17 trong gần một tuần qua. Các bạn đánh giá sao về sản phẩm Gigabyte Aorus 17? Thì liệu trong một phân khúc laptop gaming cao cấp thì các bạn có cân nhắc đến Gigabyte Aorus 17 hay không? Thì đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới bình luận của video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.